Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Tị tháng Mậu Tý năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn lao, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh xa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm xa trung thổ kỵ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý vài tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ hợi quý hợi quý sửu quý tỵ và quý mùi tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ tố tụng, sao ngộ phú, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao huyền vũ, kỵ an táng, Sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao ly sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý nhé cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý, bạn thể hiện quyết tâm và mong muốn của mình để làm giàu. Dù còn nhiều khó khăn ngáng trở bạn, nhưng bạn không muốn từ bỏ một cách dễ dàng. Và với bà tuổi Tý bạn là người siêng năng, chăm chỉ, cần cù, kiên trì với mục tiêu và cuối cùng thì bạn cũng sẽ làm được điều mình mong muốn. Trong ngày này với bà tuổi Tý đang có được báo hiệu tài lộc dồi dào sẽ được khởi sắc. Tiền bạc đổ về túi, tuy nhiên chưa quá nhiều nhưng cũng đủ để cho bạn mệnh trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Cái điều này với bà tuổi Tý, bạn đang có sự cô đơn trong chuyện tình cảm của mình và bà tuổi Tý, bạn cần phải tìm cho mình một người để dựa vào, đơn giản chỉ là để cho tinh thần của mình được thoải mái, có người chia sẻ buồn vui. Vài từ vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm không như ý, dễ xảy ra xung khắc tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tiền bạc được dồi dào nhờ biết chọn đúng thời cơ tử vi tuổi mậu tý thuộc họ cần chủ động và quyết đoán hơn tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đừng mãi ý lại vào người khác quyết định tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc ai cũng cần có chính kiến riêng của mình và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu phù trợ, cho nên bạn đang có được cái vận quý nhân dẫn đường cho bạn, bạn tìm thấy được tình yêu thuộc về riêng mình. Bạn mệnh tuổi Sửu không cần phải thể hiện những gì hoa mỹ, chỉ đơn giản là bản thân bạn đủ để gây ấn tượng với đối phương là được. Trong ngày này đối với bà tuổi Sửu, bạn nên lắng nghe trái tim của mình để không lỡ nhịp với người mình yêu thương. Bạn hãy bật đèn xanh để cho người ấy biết rằng bạn cũng quan tâm tới đối phương, chứ đừng có chỉ đơn giản là lặng lặng đón nhận tình cảm của người ta. Và trong ngày này đối với bà tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo nguy cơ bị lừa gạt mất mát về tiền của và bạn tuổi Sửu bạn thực sự không tỉnh táo cũng không có được sự quyết đoán để cho những lời nói từ những kẻ tiểu nhân đang lôi cuốn bạn vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tình duyên được khởi sắc sẽ tìm thấy được tình yêu. Từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa cần phải hiểu rõ về bản thân mình. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng có tham cái lợi trước mắt mà tự hại bản thân mình. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc cần phải có trái tim yêu thương. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm. 5 sao, con số may mắn, số 1, số 8, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi mão tuổi hợi Từ vi tuổi dần, thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm ngày này đối với bạn tuổi dần bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên đôi bên đang thiếu đi tiếng nói chung dễ để xảy ra những mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình và với bà tuổi dần, bạn cần phải thẳng thán tâm sự và chia sẻ những nỗi niềm với người mình yêu. Có những chuyện chẳng thể nào diễn ra đúng như ý của mình, nhưng cũng đừng để cho bản thân mình phải chịu nhiều ấm ức không đáng. Đối với những bạn đang quản độc thân thì cần phải nghĩ thoáng ra, nhìn vào những tấm gương hạnh phúc thay vì chỉ nhìn vào những sự đổ vỡ rồi lo lắng mà không dám bước chân vào ngưỡng cửa của tình yêu. Và với bạn tuổi dần, chẳng thể nào biết hết được mọi chuyện trong tương lai. Vì vậy, bạn hãy củng cố thêm niềm tin cho mình. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, tình yêu chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, dễ bị tổn thương, bị phản bội trong tình yêu. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, quá khứ làm ảnh hưởng tới hiện tại. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, chớ cho rằng mọi suy nghĩ của mình đều đúng đắn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim cần suy nghĩ thoáng hơn, đừng có bị tiêu cực, bi quan. Vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho nên cái nguồn tài lộc của bà tuổi Mão trong ngày hôm nay dường như đang tìm cách để chui vào túi của bạn và với bạn mệnh tuổi Mão dễ dàng tìm được cơ hội để phát triển con đường kinh doanh buôn bán với mình mà không phải đi đường vòng hay là không phải mất quá nhiều thời gian với bạn. Với bà tuổi Mão, bạn vốn là người nhanh nhạy, lanh lẹ với những chuyện biến mới mẻ. Thế nên cũng chẳng có gì là lạ khi bạn thấy tức được thời cơ khi mà những người khác đang còn do dự chưa thấy, bạn hãy cố gắng để phát huy điều này hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cho nên những chuyện bạn làm chẳng được người ấy tán thưởng, thậm chí còn bị chê bai, mỉa mai, tổn thương là điều khó tránh khỏi với bạn và dường như bạn đang đi sai đường hạnh phúc. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, tình cảm không đi theo quỹ đạo. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, chán nản và buồn bã vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, cần tập trung sức lực để kiếm tiền. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, việc kinh doanh buôn bán được phát đạt. Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân trong thời gian tới khi mà quyết định đi đến hôn nhân của bạn khá chi là gấp gáp, chẳng thể một mình lo liệu được mọi chuyện. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cho nên, con đường tình duyên với bà tuổi thìn đang cực kỳ là vượng sắc. Cũng chẳng có gì là lạ nếu như với bà tuổi thìn, bạn nhanh chóng tính tới chuyện hôn nhân sau một thời gian yêu đương tìm hiểu như vừa rồi. Bạn tuổi thìn, bạn quan niệm rằng chẳng có gì là sớm hay là muộn chỉ có đúng lúc mà thôi. Với bạn tuổi thìn thì thời giờ chính là lúc để hai người tính tới chuyện về chung một nhà. Bởi thực sự bạn chẳng thể chờ được đến lần hẹn hò tiếp theo nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình duyên thám sắc dễ có người thương từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ đào hoa nở rộ nhân duyên thăng tín từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng từ vi tuổi canh thìn thuộc kim đừng có ngại làm thiêu trái tim mình mách bảo từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có thể bình tâm để suy ngẫm thêm và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu không cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tài lộc của mình bởi ngày này với bạn đang gặp được ngày có chính tài bảo trợ mặc dù có không ít việc phải chi tiêu nhưng nhờ có được thu nhập ổn định mà với bản mệnh tuổi tỵ có thể yên tâm phần nào với mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang khá nóng nảy và có thể nói ra những lời gây tổn thương tới người mình yêu. Chuyện chẳng có gì nhưng vì không kiềm chế được bản thân mà bạn đã mắc phải lỗi lớn. Với bạn tuổi tỷ, bạn cần phải mạnh dạn, đứng ra nhận lỗi về mình, đừng cố cố giấu đi cái sai của mình. Nếu như bạn còn muốn giữ hạnh phúc cho bản thân, đâu phải ai cũng có thể có được cơ hội chạm tay vào hạnh phúc giống như bạn bây giờ. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tình hình nóng nảy dễ gây ra họa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, tình cảm bị tổn thương, buồn bã khôn nguôi tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tài chính được vững vàng và được bảo đảm tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần biết sai thì nhận sai chứ đừng có đỏ lỗi cho người khác tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tiền bạc chi tiêu thoải mái mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày tị ngọ tương hội. Cái điều này cho thấy với bà tử ngọ đang trải qua một ngày rất chi là rực rỡ chẳng những về con đường tình duyên của bạn mà cả con đường tài lộc của bạn cũng rất tốt. Bạn mệnh có được may mắn vây quanh mình nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì hãy tham gia thêm các hoạt động xã hội. Biết đâu, qua đó bạn có thể tìm thêm được các mối quan hệ xã giao mới cũng từ đấy mà bạn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cùng với đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tử ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức, làm cho cái chuyện làm ăn kiếm tiền với bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi mà may mắn đang nằm ở phía bạn. Bạn bà tuổi ngọ có được kế hoạch ấp ủ đã lâu thì hãy mau chóng chớp lấy thời cơ mà tiến hành đi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim đào hoa trợ vận nhân duyên phơi phới tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tiền bạc ùn ùn đổ về nhà tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa kiếm tiền dễ dàng nhờ vào sự may mắn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình yêu đến nhanh chóng và bất ngờ. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đừng để quá khứ khiến cho mình lùi bước. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của quý nhân tam hội giúp đỡ Cho nên với bạn sẽ tháo gỡ được những khúc mắc hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Người ấy sẽ hiểu được dụng tâm sâu sắc của bạn. Và với bà tuổi mùi, bạn mệnh đừng quá căng thẳng, mình làm chuyện tốt, chuyện đúng thì sớm muộn gì, người ấy cũng sẽ hiểu cho mình mà thôi. Chỉ cần với bà tuổi mùi, bạn bình tĩnh là chuyện gì cũng có thể giải quyết được, và hơn nữa đây còn là với người mà bạn yêu thương. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mùi, bà lại đang gặp ngày có thiên quan xuất hiện là hung thần đe dọa tới túi tiền của bạn khi mà với bà tuổi mùi đang có những vấn đề bất ngờ phát sinh khiến cho cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn không được thuận lợi như ý tiền bạc tới tay rồi lại bị tiểu nhân lấy mất về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hiểu lầm nào rồi cũng sẽ qua. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cần giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tiểu nhân lửa gạt về tiền bạc. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ kinh doanh buôn bán bất lợi vô cùng. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình cảm phát triển nhanh chóng. Vài đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân đó, chúng ta thấy là với bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thân tị nhị hợp cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi thân khá chi là vượng đào hoa được khuya sắc bạn mệnh sẽ có được cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương chỉ cần bạn cố gắng thì sự chân thành sẽ khiến cho đối phương rung động mà thôi và với bạn tuổi thân nếu như bạn đã có gia đình riêng rồi thì hãy dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình và cùng nhau chuẩn bị sắm chút đồ Tết cũng rất vui cho bạn còn khiến cho tình cảm thêm phần gắn kết hơn nữa. Còn đối với các cặp đôi thì hãy bình tĩnh để giải quyết những vấn đề trước mắt ai cũng có cái lý riêng của mình. Nhưng bạn hãy thử tĩnh tâm trở lại để lắng nghe đối phương giải thích. Có khi tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho bạn đời của mình mà thôi. Từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy nên bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng có rụt rè, thiếu tự tin vào bản thân mình. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên dành thêm thời gian cho người thân yêu. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc đừng tiếc chút công sức để người ấy được vui từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần phải hiểu được việc mình đang làm là gì và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhất phù trợ tuổi tí tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi giàu, Chua chúng ta thấy là với bà tuổi giàu trong ngày này đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp và thật may khi với bà tuổi giàu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp cục phù trợ, làm cho bạn thỏa mãn được những ý muốn của bản thân khi mang đến cho bạn có được chân mệnh thiên tử. Nhiều người có thể nói rằng với bà tuổi giàu, bạn quyết định quá chóng váng, vội vàng, nhưng bản thân bạn lại hiểu mình đang làm gì và bạn tin vào sự lựa chọn của mình và cũng ước vọng về hạnh phúc lâu bền trong ngày này đối với bà tuổi dậu những bạn đang quản độc thân thì đừng có vội từ bỏ hy vọng bạn hãy thử mở lòng mình hơn xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình và đừng có khắt khe quá mức bởi ai cũng sẽ có khuyết điểm chớ tìm người hoàn hảo để yêu Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy nên cố gắng để xoay chuyển tình thế, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình yêu sẽ đến như mong đợi, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, cần chuẩn bị tinh thần đón những điều mới mẻ, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, chớ nên lo ngại về tương lai chưa tới. Về đánh giá của bà tử Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ 7, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tương sinh cái điều này sẽ mang lại cho bạn tuổi tuất có được nhiều cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc lứa đôi khi mà bạn tưởng chừng như không còn cơ hội nữa bạn mệnh tuổi tuất xứng đáng để gặp được người tốt người có thể hiểu và yêu thương mình thật lòng và trở nên tự ti quá mức, bạn cần phải chủ động để theo đuổi người mình thầm thương trọng nhớ, bày tỏ tình cảm khi đã chín mồi. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì hãy tổ chức các cuộc hoạt động chung cho cả gia đình để hâm nóng bầu không khí. Tết cũng đã đến gần, có lẽ chúng ta nên mua sắm, dọn dẹp dần đi thôi. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình duyên được như ý có người mình yêu từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ cần hâm nóng tình cảm gia đình từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc hãy nhớ về những người mình yêu thương từ vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng để tình yêu dễ dàng phai nhạt từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đừng từ bỏ khi chưa bắt đầu vài đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung cho nên bạn đang có điểm báo sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi đối xử thiếu công bằng với người thân của mình bạn nhẹ nhàng với người ngoài nhưng lại đang gắt gọng với những người thân của mình có thể những áp lực trong cuộc sống khiến cho bạn tuổi hợi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bạn hãy cố gắng để cất hết những gánh nặng đó đi trước khi bước vào cánh cửa nhà mình. Đừng để cho người thân phải chịu ấm ức. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Đây là điểm báo về những mất mát, tổn thương về tiền bạc. Và bạn tuổi hợi, bạn đã cố gắng hết sức để giảm thiểu những thiệt hại nhưng việc kinh doanh thất thoát là điều khó có thể tránh khỏi được với bạn vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, cần hiểu và biết dừng đúng lúc Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiền bạc tổn hao dễ mất mát vì thiếu cẩn trọng Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc chịu nhiều áp lực gây ra sự căng thẳng Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim dễ cảm thấy mệt mỏi thiếu kiềm chế cảm xúc từ vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tiền năng túng thiếu, dễ phải đi vay mượn. Về đánh giá của bà tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.